Quý ông này. Ông ăn mạnh lắm. Đấy, ông ăn mạnh lắm các bạn ạ. Ui giời ơi. Ông thấy thế nào? Ngon lắm. Có ngon hơn con tôm ta của ông không? Ngon nhiều. Đấy, ngon hơn nhiều. Ngon ạ. Xin chào các bạn, mình là Hưng đây. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Các bạn ơi, các bạn nhìn chưa? Đây chính là hai con tôm hùm tre siêu to khổng lồ các bạn nhá. Đó, các bạn nhìn chưa? Thì các bạn ơi, clip hôm nay rất chi là đặc biệt các bạn ạ. Đấy, hôm nay mình không phải là mua cho mẹ mình ăn đâu các bạn nhá. Không phải em gái mình các bạn ạ. Mà hôm nay mình mua cho ông bà ngoại nhà mình các bạn ạ. Đấy, ông bà mà đẻ ra mẹ mình đó. Đấy, thì hôm nay ông bà đến nhà mình chơi các bạn ạ. Đấy, thì mình đã mua hai con tôm hùm tre này siêu to khổng lồ này để thử thách ông với bà ngoại mình các bạn nhé. Đấy, mình xem là ông với bà mình là ai ăn nhanh hơn và ăn được nhiều hơn các bạn nhé. Đấy, sau đó là mình thử thách ông bà, nếu ông bà không ăn hết ông bà sẽ phải mất tiền với mình các bạn ạ. Đó thì đấy thì clip này nó rất chi là đặc biệt các bạn nhé. Đấy thì mình cũng cho các bạn xem là ông bà ngoại của Hưng nhiều tuổi nào rồi các bạn nhé. Đấy, ông bà ngoại của Hưng là năm nay cũng tám mấy tuổi rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ mang cho ông bà ngoại mình hai con tôm này xem ông bà ngoại mình phản ứng thế nào các bạn nhé. Đấy, ông bà ngoại mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy hai con tôm nào nó to này các bạn ạ. Đấy, kiểu gì cũng bảo là con yêu quái các bạn ạ. Đó, giống mẹ mình ngày trước các bạn nhé. Rồi ok, thì các bạn thấy clip của mình hay thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Thì bây giờ mình sẽ vào trêu ông bà mình các bạn nhé. Sau đó mình sẽ nấu cho ông bà mình ăn các bạn nhé. Let's go. Ông bà đang ở nhà mình các bạn ạ. Ôi ông bà dạ. À ơi, ngon quá nè. Ông đi đâu bà biết con gì đi không? Tôm đi. Ui, cũng biết con tôm hả? Nhớ ông bà nhìn con tôm là to này chưa? Chưa. Cái gì bao giờ? Thế à? Bà 84, 85 hôm nay mới luôn thấy con này. Thế à? Nhưng mà hôm nay cháu mua cho ông với bà đấy. Nên cháu thử thách ông bà. Ông với bà thi ăn. Thi ăn. Phải ăn hết con này, nếu không ăn hết con này mất cháu 10 triệu. Thế ông bà có chơi không? 10 triệu cơ. Chơi thế. Nhưng có chơi không? Chơi đâu. Đấy, ông bà mình máu không ạ? Thì các bạn ơi, mình giới thiệu với các bạn là đây là ông bà ngoại mình các bạn nhá. Đấy. Ông chào các bạn của cháu đi. Chào các bạn nhá. Chào ông, cháu, ông chào ông cháu. Chào bà, hai cháu nhá. Chào hai cháu. Đấy, ông bà mình chào chào tất cả các bạn nhá. Đấy. Thì ông bà năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? 84, 85 tuổi các bạn nhá. Đấy, mình cũng nhớ nhưng mà mình không, mình cứ hỏi ông bà xem ông bà mình còn nhớ không. Hai ông bà bằng tuổi nhau. Đấy, ông bà mình chưa bị lẫn đâu các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ ông với bà thích ăn con này kiểu gì? Lướng hay hấp? Làm như vậy, cái gì đó hấp không được. Làm cái gì được, các cháu làm cái gì? Các cháu làm thì ông bà ấy. Rồi, thì cháu hấp bia nhá. Bia. Sợ say không? Không sợ. Ông bà mình không sợ say bia luôn các bạn ạ. Rồi, thì bây giờ cháu đi hấp hai con to này. Còn con này là của cháu này. Đấy, đây là cái con này, nó đẻ ra con này bà. Đấy bà nhìn chưa? Đấy, cháu sẽ ăn con bé này. Đó. Thì ông bà ăn hết nhá. Ăn hết thì còn nhiều. Không ăn hết là mất cháu 10 triệu đấy. Cháu uống nước đi. Rồi. Cháu uống nước. Thì bây giờ mình sẽ đi hấp bia nhá. Ông bà ngồi đây chờ cháu nhá. Cháu đi làm. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi hấp bia các bạn nhá. Đó. Yeah, hai con các bạn nhìn chưa? Có vẻ hơi bé các bạn ạ. Lồi này hơi bé các bạn nhá. Đấy. Cái gai của nó các bạn nhìn chưa? Đấy, các bạn ơi, các con tôm bé tí này của mình các bạn nhá. Rồi. Cho xả với ớt vào các bạn nhá. Đấy, cho nó dậy mùi các bạn ạ. Ớt. Đấy. Bây giờ mình sẽ cho bia vào các bạn nhá. Đấy, các bạn thấy ngon không? Rồi. Đấy, vung vào mình sẽ đun lên các bạn nhá. A few moments later. Các bạn ơi, thế là đã chín rồi các bạn nhá. Đấy. Trời hơi bị lắng tí các bạn ạ. Wow! Các bạn thấy chưa? Đấy, màu vàng khe luôn các bạn thấy chưa? Ui giời ơi. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, hấp dẫn không? Các bạn. Đấy. Để đây các bạn nhá. Rồi.
Con nữa này các bạn này, ôi ôi con này mất hết lông rồi. Mất hết chân luôn các bạn ạ. Đấy, mất hết chân luôn. Chân nó dính vào đây các bạn này. Đấy. Rồi. Đấy. Còn con tôm này của mình này các bạn này. Rồi. Thì các bạn ơi. Đấy. Hai con tôm hùm mình đã làm xong rồi các bạn nhá, chín rồi các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ ra thử thách ông bà mình các bạn nhá. Let's go. Ông bà ơi. Ôi, ôi, ôi. Ê, đã đấy. Chín rồi à. Chín rồi. Màu đẹp thế cháu. Ông lên màu đẹp không? Màu đẹp đấy, con nào đỏ, con nào đấy. Rồi. Thế bây giờ cháu đi lấy nước chấm rồi bắt đầu thử thách ông bà nhá. Vâng. Rồi. Đây, cháu để nước ở đây. Cháu đây ông nghe quý hoa. Quá gì đó. Cháu chơi nước chấm này. Ông biết nước chấm gì không? Bà biết nước chấm gì không? Nước chấm này là chuyên chấm hải sản. Đây này. Bà nhìn nước chấm này bao giờ chưa? Đấy. Ôi, nhiều quá. Ui giời ơi. Đây nước chấm hải sản đấy bà. Thơm. Thơm lắm. Thế bây giờ bây giờ con này của ông. Con này của ông. Rồi con này là của bà. Đó. Còn con này là của cháu. Bây giờ ông với bà bắt đầu ăn nhá. Đấy. Phải ăn hết, không ăn hết là mất cháu 10 triệu. Đấy. Rồi bắt đầu ông bà ăn đi. Ông bà mời các bạn của cháu ăn đi đã. Mời các cháu nhá. Ăn nha. Đấy. Cháu ra ăn đi. Ông bà mình mời tất cả các bạn cùng ăn với ông bà mình nhá. Đấy, mình mời tất cả các bạn. Năm nay ông bà là hơn 80 tuổi nhưng mà chưa biết cái con này. Hôm nay mới được các cháu đãi thưởng thức là ngon lắm. Đó. Cắt này. Ui giời. Ui giời, đấy. Ngon thế nhỉ. Hôm nay ông bà mình xem ông bà mình ăn con tôm này kiểu gì các bạn nhá. Đó. Ăn đâu. Ui giời ơi. Ăn thịt trước đi. Ai già. Ai già. Ui giời ơi. Ông ăn kiểu gì đấy? Đấy. Bữa mạnh nha. Ông bữa mạnh nha. Đặc sản rồi. Đặc sản rồi. Ngon quá nhỉ. Bà cũng mạnh lên. Bà lên. Ui giời ơi. Ngon không? Ngon lắm. Ngon. Đấy, đấy bà kìa. Các bạn nhìn bà kìa. Bà làm mạnh nhỉ. Đấy. Bà ăn mạnh lên. Không sợ, không sợ. Để tí cho lau. Không cần đâu, ông không phải chấm vào đấy, để tí cho lau. Ôi giời ơi. Ngon không bà? Ngon lắm. Đấy. Các bạn ơi, ông bà mình các bạn nhìn chưa, ăn cũng sành phết đấy. Rồi. Không bóc được đúng không? Thế bà phải dùng kéo, bà dùng kéo cắt. Đấy. Không sao, không sao. Bà gửi đi. Bà ăn đi, ông ăn nhanh, ông ăn trước kìa. Đấy, ông kìa. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ông ăn nhanh quá các bạn ạ. Ui giời ơi. Rồi. Bà lại vậy. Ui giời. Bà cũng hơi bị sành rượu luôn các bạn nhìn chưa. Đấy. Ngon nhỉ bà nhỉ. Ngon lắm. Ngon không? Ngon lắm. Đấy. Ông bà chắc chưa bà ăn con này luôn đúng không? Chưa được ăn. Có ngon hơn con tôm ta nhà mình không? À bà? Ngon hơn chứ. Ngon đấy. Nhiều ý. Ngon hơn nhiều. Rồi. Ui giời. Bà ấy nước chấm thế nào? Tuyệt vời không? Nước chấm ngon lắm. Đấy. Ông ăn mạnh lên nhá. Không ông là ông thua đấy. Ông lại ông mất cháu 10 triệu đấy. Bà cứ cầm đấy chấm cả không phải rớt đâu. Ui giời ơi. Wow. Đây cháu ăn đây. Cháu đang thử thách bà, cháu ăn hộ bà không mà hết. Ui, ông này. Ông ăn mạnh lắm. Đấy, ông ăn mạnh lắm các bạn ạ. Ui giời ơi. Ông đây thế nào? Ngon lắm. Có ngon hơn con tôm ta của ông không? Ngon nhiều. Đấy, ngon hơn nhiều. Ngon ạ. Đấy. Các bạn thấy chưa? Ông bà mình ăn cũng sành rượu phết các bạn nhờ. Đấy. Mẹ mình lần đầu tiên còn bỡ ngỡ các bạn ạ. Đấy. Ui giời ơi. Đấy. Ui ông ăn hết cái đuôi rồi các bạn ạ. Hết rồi. Nhưng mà ông ơi vẫn còn cái đầu nhá. Cái đầu ông chưa ăn hết rồi đây. Cái gì ông? À ông lấy khăn.
Ui giời ơi, bà ăn chậm quá. Đấy các bạn ạ. Ui giời ơi. Lấy kéo bà. Ông còn cái đầu của ông nhá. Cái đầu con tôm đây nè. Ông nhìn thấy chưa? Đấy. Ông xem ông ăn kiểu gì nào. Đây chờ bà cắt xong rồi ông lấy kéo. Đấy, kéo của ông đấy. Úi giời ơi. Cắt ông ạ. Hết rồi đâu á. Vẫn còn ăn. Cái đầu ăn được không ạ? Đâu rồi con. Muốn anh đập. Đấy các bạn ạ. Hôm nay mình thử ông bà mình ăn tôm kiểu gì thôi. Nhưng mình thấy ông bà mình ăn tôm còn sành điệu hơn mình các bạn ạ. Đây cháu bảo ông này. Đấy nhá, cái đầu này nhá. Mà cháu thấy bữa kiểu này ăn được ngon không này? Bữa ông ấy ăn được hai bữa. Đấy, ông ấy chưa? Đó. Đấy. Ông cứ để ăn từng cái một. Ông ơi, cái mai không ăn được đâu. Cái mai đây chỉ chít nước thôi. Ôi, ông ăn từ từ thôi. Không mệt, tôi mất 10 triệu. Ông mình cũng sợ mất 10 triệu các bạn ạ. Ông ăn từ từ thôi. Đấy, cháu trêu ông bà đấy. Nói chung là hôm nay ông bà không ăn hết cũng không phải mất tiền đâu. Đây cháu bữa nhá. Ai à? À đây này, con tôm này của bà nhiều ấy đấy. Ôi, xong rồi. Tôm hình anh ấy. Ông mình ăn nhanh hơn bà các bạn ạ. Đấy. Bà thua rồi. Bà ăn chậm hơn ông rồi. Thế ăn thế chỗ này được quá. Đấy. Rồi các bạn ơi, hôm nay mình chỉ trêu ông bà thôi các bạn ạ. Chứ thực ra ông bà mình không ăn hết thì cũng không phải mất tiền các bạn nhá. Mình thử thách ông bà này để ông bà ăn hết các bạn ạ. Không ông bà lại thương mình lại để bớt lại cho mình các bạn ạ. Đấy, đây là con tôm của cháu đâu rồi. Đấy, đấy con tôm của mình đây các bạn nhá. Đấy, tí mình sẽ ăn. Đấy, bà ăn hết đi. Đấy, ông bà này ăn tôm thấy thế nào? Ngon. Ngon hơn con tôm ta không? Ngon hơn tôm ta nhiều. Đấy, ngon hơn tôm ta nhiều các bạn nhá. Gấp 10 lần các bạn ạ. Đấy, thì đương nhiên rồi các bạn ạ. Bởi vì con tôm này cũng đắt gấp nhiều lần con đấy. Ông ạ. Nó là có đắt rồi. Đấy. Cái đặc sản của nó. Thì clip của mình xin dừng lại tại đây các bạn nhá. Đấy, hôm nay là mình mua cho ông bà mình đến nhà mình chơi. Ông bà mình thưởng thức con tôm này thôi các bạn ạ. Rồi. Thì xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nhá. Bye bye. Ông bà chào các bạn của cháu đi. Bye bye nha. Thôi nha. Anh ơi. Các bạn nhớ ấn like, subscribe YouTube nhá. Nhớ subscribe YouTube của mình đấy. Nhớ subscribe. Vâng, nhớ subscribe kênh YouTube của mình. Các bạn nhớ subscribe kênh YouTube của mình nha. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình. Cảm ơn tất cả các bạn.